Thưa quý vị, trải qua 4 lần giãn cách cùng với việc đẩy mạnh xét nghiệm trên diện rộng và chiến dịch phủ xanh vaccine cho người dân, Hà Nội đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 khi mà số ca mắc liên tục giảm dần và đặc biệt là các ca trong cộng đồng. Cùng với đó, các điểm phong tỏa cũng dần được thu hẹp. Các hoạt động sản xuất kinh doanh tại 19 quận huyện vùng xanh đang từng bước hoạt động trở lại. Ngày mai ngày 21 tháng 9 là ngày cuối cùng Hà Nội hết thời hạn giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Những người dân đang trong khu vực vùng đỏ đang háo hức chờ đợi việc nới lỏng từng bước trong trạng thái bình thường mới. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội đã cho phép một số hoạt động kinh doanh dịch vụ như văn phòng phẩm, điện tử, điện lạnh, ăn uống, bán mang về được mở cửa trở lại tại 19 quận huyện thị xã. Nhịp sống đã bắt đầu trở lại. Đối với những người dân đang thuộc vùng đỏ, ngày mai là ngày cuối cùng phải thực hiện giãn cách. Dù chưa biết quyết định tiếp theo của thành phố, nhưng với việc kiểm soát được dịch bệnh, số ca bệnh F0 trong cộng đồng liên tục giảm, cộng với chiến dịch tiêm vaccine cho 100% dân số thủ đô, những người kinh doanh như ông Thọ đang chuẩn bị dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, với hy vọng ngày mai các biện pháp kiểm soát được nới lỏng, hàng quán sẽ được buôn bán trở lại. Góc độ của tôi thì rõ ràng tôi và tất cả những người được kinh doanh buôn bán và tất cả mọi ngành nghề toàn xã hội của mình đều mong là được quay trở lại với công việc quen hàng ngày, được kinh doanh, được sản xuất, được đón khách du lịch vân vân, tất cả mọi cái đấy là chúng tôi đều mong muốn lắm. Việc đầu tiên là chắc là khi mà được đi lại chắc là thích nhất là đạp xe và làm những cái việc cần thiết cho gia đình. Thí dụ như là kiểu như là dì mình thì cần cắt tóc thì lên cắt tóc cho dì. Đấy là hai việc làm cần thiết nhất. Và mình vẫn phải muốn làm gì thì làm, nhưng mà chắc chắn một điều là vẫn phải thực hiện đúng cái 5K đấy. Bởi vì mình cũng rất là sợ dịch nó bùng phát. Mục tiêu đưa Hà Nội trở lại cuộc sống bình thường mới, khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Ngày 16 tháng 9, danh sách 19 quận huyện thị xã đã được phép mở lại một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh, người dân không phải xuất trình giấy đi đường. Tuy nhiên, tại một số chốt cứng ngăn cách vùng tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Tử Liêm vẫn chưa được dỡ bỏ, gây khó khăn cho lưu thông hàng hóa và việc đi lại sinh hoạt của người dân. Này là rất bất tiện giao thông, là ngay nhà bên kia đi đây là người ta sang để người ta đi bộ, đi chợ rồi là ô tô ghét đi qua, mà các cầu là tôi thấy cầu trên kia là giải tỏa rồi, mà cái chỗ này vùng xanh lại cứ không giải tỏa, chỗ này lại còn vẫn cứ để nguyên, cho nên là bất tiện cho giao thông vận tải. Nói chung giao thông về hàng hóa rồi là các cái hàng tiêu dùng ấy là bà con đi rất là khó khăn, nhất là bà con hiện nay là giải tỏa phòng xanh rồi mà đi chợ đây, chợ bên này mà chỗ này lại không, đi vòng mãi ra đường kia mới vào được. Mà trong cái đó là bên kia cũng là một vùng xanh, ở bên này tôi cũng là vùng xanh, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, một tháng rồi không có ca nhưng vẫn bị ngăn cách qua con sông. Nhiều lúc là phương tiện đi lại rồi công việc nhà tôi bên kia tôi cảm giác rất là bất tiện, rất là khổ. Mà trong cái đó là thuê nhà ở đây cảm giác là nhiều cái nó bất tiện không thể chịu được. Mấy hôm nay thì nói chung là bà con và những người, nhất là sinh viên ở bên học viện, người ta đi đến người ta phản nàn rất nhiều. Tại làm sao là bảo đến người là tất cả các chốt cứng bên hai bờ sông Nhạy gỡ, mà nguyên hai cầu này chưa được gỡ bỏ. Đấy, nhân dân người ta phản nàn với chúng tôi, bây giờ chúng tôi biết là chúng tôi cũng trả lời là chúng tôi chỉ biết thi hành nhiệm vụ thôi. Thì các anh hãy thông cảm bằng cái việc như thế nào là cấp trên làm, chứ còn chúng tôi không giải quyết được, không thông báo với các anh là ngày nào nữa và ngày nào còn khóa đấy. Trong một thời gian ngắn, Hà Nội đã chạy đua tiêm chủng, phủ xanh vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Cộng với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, thành phố sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường mới.